Xin chào các bạn đã đến kênh Huy Mai Bangkok. Hôm nay Huy phải nhờ mọi người là đừng bỏ qua quảng cáo trong clip này. Vì sao? Vì Huy phải tốn 200 baht tiền taxi để đi tới đây. 100 mấy, 170. Đi Grab nó rẻ hơn Boss, thường Boss nó rẻ hơn. Mà sao có nhiều lúc đi cái đoạn đường xa gì nó tính xa mọi người nhớ nha. Nếu đi du lịch Thái Lan thì mọi người theo dõi là có những trong những cái clip Huy rải đó, Huy chia sẻ cái kinh nghiệm của mình là Grab hoặc Boss tùy lúc. Mọi người cứ book check hai cái để mọi người giảm chi phí. Nếu mà ai mà không có nhiều tiền thì mình suy nghĩ, chứ còn nếu có tiền thì thôi khỏi cần mấy suy nghĩ mấy cái đó nha. Nói chung là Huy đi tới đây là 200, 170 rồi đi về là sẽ mắc hơn đó, tại vì đôi khi đường về nó không có xe hoặc là gì, cái thời gian nữa mọi người, bên đây cái thời gian nó ấy. Rồi bây giờ Huy nói về cái chợ này nha. Cái chợ này là một cái chợ local và rất là xa Bangkok, tới 30 cây, 27 cây tới 30 cây. Nhưng cái chợ này Huy mê lâu lắm rồi mà giờ Huy mới được đi nè đó. Nó rất là nhiều luôn, ở ngoài đây là đồ ăn đồ uống quá trời luôn, mọi người coi nè. Mà nó mở ngộ lắm từ 5 giờ nha, 5 giờ chiều. review. Người ta nhìn quá trời, nhìn trên lầu kìa. Người ta nhìn quá trời luôn, thấy tôi nói lia lịa. Đó, tại vì Huy không có thời gian, mọi người chạy nhanh, bữa nay Huy nó review nhanh quá. Mọi người còn thông cảm nha, coi sơ. Hôm nay Huy review nè. Quá trời đồ ăn à, giờ đi không nổi hết, quá rộng luôn. Cái chợ này nó bự, nó mở từ 5 giờ chiều tới 1 giờ sáng. Gió che xoài nè, gió che xoài. Quá trời quá đất này, ông xoài nè. Quá trời mặt hàng luôn, đủ loại xoài nè mọi người. Nước chấm nè, quá trời quá đất, thiên đường của xoài. Bây giờ là người ta bưng đồ ra chợ này sẽ rất là rẻ. Mở từ 5 giờ chiều cho tới 1 giờ sáng á nha mọi người. Ngộ lắm, cái thời gian mở nó ngộ lắm. Cho nên là mọi người đi từ 5 giờ chiều tới 1 giờ sáng là được hết nha. Nhưng mà thứ hai người ta sẽ đóng cửa. Mọi người muốn đi tới cái chợ Sri Grana gì á. Đó, đồ này quần áo quá trời quá đắt, dễ thương quá ha. Ô cái áo trái tim này đẹp quá. Trái tim mà hình kìa. Wow, rẻ nè chứ, thấy không? Trời ơi là trời đẹp quá. Ô những cái mặt hàng của những cái cô con gái đẹp quá ha. Áo crop top, áo ngực nè. Hồi bữa chị Lệ Quyên mặc cái áo này nè, mà nó đầm á, của Dior hay là Chanel, đẹp lắm. Con gái mặc mấy cái đồ đó sexy, đẹp. Người ta con gái người ta có quyền thanh xuân, người ta đẹp, cơ thể đẹp thì người ta mặc mấy cái đồ đó cho người khác coi. Tùy cái hoàn cảnh và cái trường hợp mà sexy là đều Huy vẫn luôn ủng hộ nha. Những cô gái này chỉ có 80 baht thôi, quá trời đẹp ông ơi. Những cái áo ngắn ngắn như này đẹp, mặc mấy đứa trẻ trẻ mặc đẹp lắm luôn á. Mấy đứa tin bây giờ nó mặc, nó đứng chụp hình mấy cái bộ đồ rỉ ơm mà vẫn đẹp mọi người. Quá trời đồ luôn, Huy đi dít dắt không nổi luôn. Huy thấy đồ là Huy đi dít dắt không nổi. Huy đi, đáng lẽ là mình phải đi hết đường này, xong mình quằn ngược lại cho nó đúng lên, nhưng mà thấy đồ đẹp quá, cứ lạng vòng vòng à. Ồ cái áo này ngu vui quá ha. Chia cái ngực rồi hai bên kia, cái cánh tay móc vô chị Von. Rồi cái áo này thắt con rít chia lại, quá trời đẹp không. Ồ cái áo này đi diễn sân khấu được nè. Tua rua này đi. Quá trời đồ luôn. Cái chợ này là cái chợ địa phương nha. Cái chợ này ít ai biết lắm, khách du lịch ít biết lắm. Huy mê lắm, hồi chưa được đi nè. Quá trời bông tai đồ nè. Bông tai người ta trưng quá trời quá đất luôn. Quần áo đồ nè. Đi mở từ 5 giờ mà bây giờ đúng là 5 giờ luôn nha. Huy đi xa lắm mọi người ơi, đi cả 40 phút, cả tiếng luôn á. Đường kẹt xe, đi xe ôm đó, chứ đi taxi là không tới đâu nha. Đi taxi là kẹt xe là không bao giờ tới được hết đó. Giờ con gái hay mặc mấy cái áo đẹp quá không? Cái áo nè, mấy cái áo đẹp. Quá trời, rộng này, người ta chưa mở hết, mới có 5 giờ kém à, 5 giờ. Người ta còn dọn đồ á, còn cái quay đồ ăn quá trời luôn. Cái chợ này hơi thết lắm. Người địa phương hay đi, khách du lịch ít đi á, mọi người hơi nói rồi đó. Cho nên là ai mà muốn mà biết cái đồ người Thái á, ai mà muốn người Thái du lịch mua đồ đồ xa là đi cái chợ này nè. Đó, mấy cái áo này đẹp chưa ha, mặc lên trị lắm nè. Wow, cái quần này màu đen quá, đúng kiểu Thái Lan luôn á. Chắc phải mua bộ đêm áo trắng này, bộ này đi quay cho mọi người coi. đẹp. Nguyên cái màu trắng nó mặc lên cho nó khác hơn. Ô cái chợ này có máy bay không ơ? Quá trời quá đất ơi, cái chợ gì mà rộng rinh à, rộng như cái dinh thự của bác Chín dưới quê thôi. Quá mà cái xe này, cái xe giống như ở trường, xe của người ngoài hành tinh chứ không phải người Việt, của người trái đất nữa. Trời gì mà có máy bay ở trên lầu vậy không? Hay trà sữa nè, 20 baht là mua luôn rồi chứ.
mua luôn rồi chứ. Ao trà khẽ mục khắp. Trà khắp. Mấy ao nắm tàn này khắp. Tháo lại nè khắp. À, tháo lại khắp. 20 bạc. À, ok. Trời, có trong châu mà có 20 bạc đâu. Quá trời rỉ luôn mọi người ơi. Mấy quán lên xuống bờ xem. Ô chiêu chiêu quá, hơi đi từ sớm nè mọi người. Quá trời luôn, cái gì đây đẹp quá vậy? Mấy đứa nó thấy người nói tiếng Việt nó nhìn quá trời. nhiều khi tôi cũng quá trời quá đất. Quá trời đẹp nè. Ô không ai chụp hình giùm hết à. Huy chỉ có đúng 30 phút ở cái chợ này thôi đó mọi người. Bữa nay Huy rất là muốn quay cho mọi người coi nhiều nhưng mà thông cảm nha, nếu clip ngắn nha. Cái chợ này phải làm 1 tiếng. Quá trời cái máy bay này không. Cái này là gì vậy? Buy and sell vintage. Vintage. Cái này là mua và bán những cái đồ mà vintage, những cái đồ mà cổ á, cái đồ mà vintage, cái đồ mà cổ á. Mở cửa vô được không? Để coi thử. Trưng bày đồ mấy cái cây mọc lên cái đẹp quá. Vô được không? Đâu có bán đó mọi người. Cái chỗ đấy không có bán. Ice cream max chiêu chiêu ghê. Ô dưới kia có cái nhà gì đẹp quá. Người ta đi mua đồ cũng chiêu ghê. Đứng đây ngắm máy bay, uống ly trà sữa lấy sức để review. Nói cho hay nè mọi người. Mày thằng lé. Trời. Không đường mà bỏ đường. Mình nắm ta rồi. Cho nó ngọt liền luôn á, là mang vốn không bỏ đi. Tức để dàn không đường rồi mà. Huy dễ lắm, Huy dễ tính lắm mà do biết sao bữa nay review nhiều quá cho nên vậy bộ làm mang vốn cả cho dễ thương. Ngọt liền luôn á. Đây máy bay nè, người ta ngồi chiêu chiêu quá mọi người ơi. Quá, wow, cái quán này mở cửa. Ô, cái quán cà phê mọi người ơi, người ta đứng chụp hình ở trước đó nè. Rồi, anh đi rán cà phê hả các? Bạn khâu đai mới khóc review. Wow, cái này không phải quán cà phê, quán bán đồ cổ. Ô trời ơi là trời. Xùi mát lên đó, bán những cái chiếc xe này đó mọi người. Trời ơi, lạc vào chỗ đồ cổ nữa rồi. Đồ cổ đó là mắc tiền lắm á. Ô những cái máy đẹp quá, cái máy gì vậy ông? Đẹp quá mọi người, cái máy xanh le à. Quá trời quá đất luôn. Lạc vào cái rừng đồ cổ. Ô một chiếc xe đông chất, người ta kêu là đông chất đồ cổ nha, ngồi được bên đó luôn. Những chiếc xe giống như từ năm 1975 trước công nguyên. Wow, nói chung là đồ cổ. Có em bé màu xanh này dễ thương quá không. Wow, đáng yêu ghê. Người ta đi coi cũng đông ghê mọi người. Coi nè, những cái chiếc mũ bảo hiểm ngày xưa nè. Hồi xưa không ai dùng nữa, cũ quá. Cái nhốt ô, cái bệnh viện, cái anh này nằm trên xi lăng nè. Ngộ quá ha. Ô, những chiếc đó người ta cũng người ta làm hành động gì. Đô la này, đô la ngày xưa nè. Đó, đi ra tiếp. Đi ra bên đây đi. Wow, đẹp quá. Chợ này đúng đẹp luôn. Sủi mỡ lên. Ô có những cái, có cái nhà này đẹp quá không. Trời ơi cái bé, cái đạp xe đạp bình yên ghê luôn. Dưới đây có đôi quần áo nè, chết rồi, tốn tiền nữa rồi. Quần áo đẹp quá. Huy sẽ mua đồ thì đi quay tỉnh khác cho mọi người coi. Đầu tư nha, đầu tư mọi người nhớ coi, đừng mở quay quảng cáo giùm. Ô là đi bị loạn tròn, thích quá. Tới cái chợ đây Huy thích quá. Vintage Queen nè mọi người, những chiếc xe đạp của ngày xưa, từ thời ông cố và cố. Ô đẹp quá, những cái áo đúng Thái Lan. Ủa gì ghê, 40 bạc vậy? Giỡn cái thiệt vậy. Mua một cái mặt thôi. 4 × 7 là 30 ngàn à, chết cha. Trời ơi là trời. Áo gì mà 40 bạc vậy trời ơi. Xùi mất. Bạn này bán hết hả? Trời ơi, uống cái ly trà nó ngọt liền mà tức ghê ông ơi. Mập lên nữa rồi. À, Sleep Studio. Mua quần áo. Quần áo nè. Trời ơi, chiêu chiêu ghê. Wow, bên kia là giữ xe kìa.
đẹp ghê mọi người. Huy thích dây này, Huy thích đi chợ lắm. Mà cái chợ đây thấy quá hay luôn á. Quá đồ đẹp quá, đồ đẹp quá. Ồ, áo lông cừu kìa chú cha trợ đẹp. Ush. Sùi mà. Ồ, anh ấy sùi. Ồ, há bánh cao hả các? Anh ấy há bánh cao hả? Ồ, cái đây là 6.000 bạc luôn á, 5.900. Ồ, anh ấy mưu sỏ hả các? À, bên là second hand, sometimes băng nhạc bên... Brad Head là gì các? Around the world, xung quanh thế giới không biết. Wow, sùi mất hơn. Mình phé hả? Đẹp quá mọi người ơi, cái áo đó là 4 triệu mấy nha, 4 triệu 2. Wow, đồ đẹp ghê. Thấy ông Huy nói đồ cũ không phải làm rỉ đâu nha. Ở bên đây vậy á, nhiều thêm. Đi đâu tôi mặc đồ cũ. Cho nên mà đồ cũ của tôi là 4 triệu 2 đó, vậy đó, dạng vậy đó. Dài dép mà ta. Chân này này, ô đẹp quá, dài ngày xưa nè, ô cấp chiếc xe đẹp quá, xùi mát lên. To lắm. Wow, đẹp quá. Công nhận ở chợ đây là quá siêu siêu luôn, đứa nhỏ chơi lướt ván kìa. Ở chợ đây có chỗ chơi lướt ván luôn á, bữa sau đi tới chơi. Tốn 400 ngàn tiền taxi làm đi chơi vậy. Quá trời chiều chiều, ô có đồ của dân tộc nè. Mấy em nhỏ cho lướt bán rồi hả không? Chỗ đây có chỗ lướt bán đồ bành nè. Wow, đồ của dân tộc. Đẹp quá. Wow, đồ nè, trời, đồ nhiều quá, tao đi ra chứ. Tốn tiền nữa. Quá trời đẹp luôn á, không có thời gian mua mà. Ô, chưa gì thấy cái bàn kia mặc áo đầu đỏ. Chỉ ra gần vô đây mua đồ thấy không? Cái áo này đẹp quá mọi người, cái áo này nè. Cái áo này nè, món thấy áo này nè, tên tím này đẹp nè hông? Sang nữa. Thôi đi ra cho đỡ tốn. Công nhận cái chợ đây quá đẹp. Giống như ở bên đâu châu Âu mấy cái nhà xây vậy không? Bà nhỏ bà liếc tôi không? Ủa bà ông nhỏ không làm đánh tôi được chứ? Wow, trời ơi đồ đẹp quá nè. Mà quan trọng là cái bạn bán đồ đẹp trai không? Cái đồ luôn. Làm tóc là đẹp quá trời. Wow, cái bộ là màu cam đẹp quá. Cái bạn bán đồ đúng đẹp luôn. Đẹp quá, vô coi nữa. Nhiều khi cái đồ không đẹp tôi không mua, chứ mà cái bạn bán đồ đẹp tôi mua nha. Quá là đẹp luôn mọi người. Wow, anh ấy tháo lại nè không? Sĩ sâm ô nè không? Anh ấy hả? Trai không? Ồ, thắng chút 3.5 3.5, ồ, anh ấy mưa sọ được mày không? Mày không mày. Ồ. Trai bình an khoa lập gặp Yamon hả? Ồ, Yamon. Trai Yamon ta với thòng. Ồ. Tha thù. Trai. Ok đó không? Mày, xứ giác cành vậy đây hả? Đây hả? Ồ. Ta xứ giác cành đều chắc là khá này. Nếu mà mua cái áo hoặc cái quần không là được không? Anh nói được. Huy thích cái bộ đó một cái. 3.500 là giống như là 2.500.000 vậy á mọi người đó. Xưa không? Ồ, đồ ở trong đây là đồ mới chứ không phải đồ cũ như bên kia nha mọi người. Mấy cái áo đẹp ghê. Mấy cái áo này đẹp mắt lắm nha mọi người. Ồ, 2.200. Trời, cái kia 2.290. Ok nè khắp, cảm ơn mát nè. Rồi sắc cu bọn đu đu sẽ... Đà, mấy phải lại học. Sọn bành sọn ha. Xùi mát. Trời. Instagram đây nè khắp, hồng hệt. Instagram chứ là gì khắp? Desktop khắp. Desktop, ok. Đây mọi người, đây, nếu muốn mua là lên desktop coi nha. Ok, review, bọn con. Cảm ơn mát. Desktop nha mọi người, mua giùm bạn đó. Quá trời shop nữa nè mọi người ơi. Desktop. Cái áo đó là nếu mà mua riêng là 2.200 là giống như 1.600.000. Đây chương trình thử giày. Mọi người ơi quá trời đẹp nè. Đôi giày cũ nè mọi người. Quá trời đẹp luôn. Wow. Giày cũ mà rất là mắc nha mọi người. Đây.
cả 1.000 bài. Còn đôi này Huy cũng thích. Đây. Quá trời đẹp mọi người thấy không? Đẹp quá trời luôn, mà ở Thái Lan nhiều chỗ bán đồ cũ kiếm khó lắm. Quá trời đẹp. Wow. Sủi mắt lên. Và cái đôi này rất là dễ mang nha mọi người, làm dép được luôn. Mà nó cũng cũ. Mà cái da nó mịn êm. Làm pizza thương mới mở ngày vàng sủ. Mới mở ngày เลย. Cái này mới mở như này. Nè ครับ, ข้างๆกัน. Đây. Đôi này rất là dễ thương nha. Êm. Nhưng mà đôi này hơi thích tại vì nó cao. Bỏ bọc qua bọc tia theo đó có bọc shop anh đi. Review hay khôn Việt Nam. Cái lốt ra kho đây mà không? Đây ครับ. Người ta hơi hỏi giảm giá. review con Việt Nam Matthew. Cũng con Việt Nam trai khác. Why a lot of Vietnamese coming this week? Yeah, a lot con Việt Nam shop. Yeah. You can speak English very well. ขอบคุณครับดูก็พูดไทยเก่ง yeah ไม่ด้วยพยายามครับพูดไม่ได้เยอะอยู่เมืองไทยกี่ปีแล้ว4 ปีโอ้rồi nói chung là Huy mua một đôi giày nè, cái anh đó anh kêu giảm giá nhưng mà đôi giày 1.000 baht đó mọi người nè, cái quán này quá trời chiêu ông, tôi làm người mẫu tôi mua đồ giày cũ mà 1.000 baht. Được không mọi người, được không nè, mang được cao quá được hơn mọi người hơn, không biết ổng giảm giá nhiều rồi, có khách đang có khách, nếu mà ổng giảm thì người ta sẽ bị giảm theo, người ta sẽ không muốn mình giảm, chờ người ta đi được không ta, chờ đâu có điều kiện đâu, phải chịu, mình phải tranh thủ, mình phải đê tiền quá trời chiêu nè, mang đôi giày nó êm ri luôn á, sao cái đôi giày nó êm ri mọi người ơi, đôi giày rất là êm nha mọi người. Đây và đồ của anh đây này bán này mọi người, trong một cái shop đồ cũ nha mọi người, thấy được không, mua nha mọi người, mua nha tôi sẽ mua đôi giày này nha, 1.000 baht nè, quá trời quá đất nhở, quá đồ này. Đây ba đôi giày hơi thích này, nó mềm lắm, cái da nó mềm, cái da nó mềm xèo mà mọi người nè, cái da này ba đôi y vừa Huy luôn, size 40. Cái đôi này nó hơi cũ, đôi này nó cũng hơi cũ. Cái đôi Huy thì nó mơ. Yeah, Huy đã mua. Xin chào Việt Nam. Phút ba xảo Việt Nam, xin chào Việt Nam. Sao? Xin chào Việt Nam. Xin chào Việt Nam. Huy nói là trả giá đi, lốt nồi đai máy, lốt nồi đai máy. Tại máy đai dở nè. Nhưng không được nhiều. Rồi nói chung là Huy mua được đôi giày khắp bên mắt. Khắp bên chào. Anh đó anh nói Huy mua đôi này không, tại Huy hay mang mấy cái đôi vậy nè, ở sau không có cái đế, anh cho Huy mang đôi này đó, nhưng mà mang đôi này Huy không có cao, cái đôi này mới cao nè, lùn quá mà mọi người thôi, khắp một mát đó khắp. Yeah, Huy đi tiếp, chớ là mua cái áo mặc cho nó vui. Đây Huy đang trong một cái shop khắp bên mắt, shop đồ nữa nè mọi người, mua đồ nữa nè, thử cái bếp review cho cái anh đó luôn, con tu cho mấy khách lớn tu hả? Lớn tu, có Instagram mọi người muốn mua thì có thể lên mạng, những cái đồ này làm đồ mà dí bùn nữa không? Thấy hả? Mưa sỏng là đồ, cũng là đồ mà ấy rồi á, nhưng mà cũng giá cũng ấy. Đẹp. Được không mọi người? Ông ngồi nỉ đây mấy không? Đây khả. Được không nè? Đây khả. Cái này là len ha. Đi Đà Lạt nè, mua về đi Đà Lạt.
Cái này dễ thương hơn á mọi người không? Đây thì mua thêm một ở trời đêm này một cái áo để kỷ niệm nha. Nhiều khi mua đồ là để kỷ niệm là mình đi đâu này nọ chứ cũng không phải là để mình thích mua đồ. Đó, dễ thương hơn cái áo này. Em nhìn nó lắc quá chứ mấy. Thôi không. Không nhìn nó lắc quá. Ok, review luôn hai cool. Lon tu đây. Lon tu. Ờ. Mình xong sạc khả nè. Ờ. Ở đây. À, lon còn đi đây mày có. Cái áo sáng lát này cũng đẹp quá, Huy thử luôn nha. Mặc vô à. Được không mọi người ơi? Ở ní mắn có dao nít nưng không? Ờ. Xài cặp này nó chặt sủi quá. Rồi. อัน นี้ ก็ ของ ญี่ปุ่น เหรอ ครับ ญี่ปุ่น หมด เลย ครับ ของ ที่ ร้าน จะ เป็น แบรนด์ ญี่ปุ่น ทั้ง หมด เหรอ ทั้ง หมด เลย ครับ จะ นำ เข้า จาก Second Fleet Japan ครับ toàn bộ đồ trong đây là của Nhật Bản đó mọi người. Mọi người thấy đẹp không? Super mô đâu. Đây. Hình như cái áo này được thôi này, cái áo ở trong nó hơi mặt nó không có hợp lắm. Nói chung Âu nâng tua đây. Đó. Anh đi mang sao? Ok nè ha. Nhìn đi tâm lắc đi mày. Nhìn đi tâm lắc. Được mà chưa đến mức mua đồ nhiều quá mọi người ơi. Đây Huy mới thử một bộ đồ dễ thương quá nè mọi người. Anh đã xin làm mẫu chụp hình nè. Người mẫu ảnh 1m62 đai mấy. Mua luôn quá sủi ha. Ok. Đây. Đẹp không mọi người, áo nhung nhung nè, cái này mặc đi review đẹp. Ok, mua luôn cho người ta luôn. Ok. Lốt mà. Lốt. Mà nói chung là đi có không có thời gian mà mua một mớ đồ này. Mà thiệt ra Huy mua đồ là có lý do Huy đi review cho mọi người cái tỉnh mới rất là đẹp. Ở bên Thái Lan Huy thích lâu nay mà chưa có dịp. Bây giờ Huy sẽ cái tháng này là tháng trước cũng không có lương đủ á. Tháng này cũng không có đủ. Nhưng mà bây giờ Huy không có cần cái nữa, Huy làm vui. Và Huy rất là cảm ơn mọi người vẫn ủng hộ coi. Huy sẽ chào tạm biệt cái chợ này tại đây. Huy không có đủ thời gian nhưng mà cũng mua một mớ đồ để đi một cái tỉnh mới. Huy hy vọng vài ngày tới Huy sẽ mua vé và đi review cái tỉnh đó. Mọi người hãy trông chờ cái clip sắp tới và nhớ ủng hộ share giùm Huy hoặc là like, comment. Huy cũng vui rồi nha. Huy chào tạm biệt mọi người tại cái chợ local rất là nhiều. Không kịp coi mà mua một mớ đồ nè. Quá trời chiêu nè, xe đồ ngồi. Mê. Lần sau sẽ tới đây lại, không có thời gian nhưng mà lần sau Huy sẽ tới. Wow, cái chợ đây quá trời đẹp ha. Đó, cái chợ xe lửa nè. Đây, Huy để đi bắt xe đi về là tốn thêm gần 200 bạc nữa là thành 400 hay chưa mọi người. Đó, cái chợ này. Anh tài xế nói là ở trong khăn này là mì khoảng giớ cho mấy. Review hay con tính nè. Yeah. Đó, nói chung là Huy hôm nay á, Huy đi chợ á, không có nhiều thời gian nhưng mà vô mua đồ nè. Rồi Huy đi nhiều shop á, có người ta xin chụp hình và người ta muốn trả phí cho mình để làm người mẫu cho shop của người ta. Mặc dù Huy chỉ có 1m62 thôi nhưng mà là có Huy là người mẫu ảnh đó, cho nên là cái clip người mẫu ảnh giữ cân nặng là thiệt đó nha. Phải tự tin đúng không mọi người? Cuộc sống làm đôi khi mình phải tự tin để mình chiến thắng. Nói cho Huy một lần nữa chào tạm biệt và chúc mọi người nè, cái chợ này đi xa lắm. Xe lắc xe lơ nằm trong đó, chưa đi hết mới có nửa tiếng mà quá trời đồ luôn. Tạm biệt mọi người ở đây.